Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video này sẽ là tiền vệ Michael Ballack, mùa giải CAP. Với hình thể chất tương tự như mùa EBS nên cũng không có sự khác biệt đáng kể nào về mặt tranh chấp giữa hai mùa. Ballack thì vẫn luôn là một con hàng có khả năng tranh chấp hàng đầu ở trong game và sẽ giúp cho các anh em tăng thêm nhiều tính cơ bắp ở hàng tiền vệ. Khả năng tranh chấp tốt không chỉ giúp cho Ballack cầm và giữ bóng tốt hơn mà nó còn hỗ trợ nhiều cho anh ở khả năng phòng ngự trong việc tranh chấp trực diện với cầu thủ đối phương để đoạt lại bóng. Song song với đó thì những cú tắc bóng của tiền vệ người Đức cũng rất chắc chân, tỷ lệ giành lại được bóng cao. Ngoài ra thì anh cũng rất hay di chuyển và có mặt ở những điểm nóng để bẻ gãy những đợt lên bóng của đối thủ. Nhìn chung thì ở mặt hỗ trợ phòng ngự, một CAP sẽ có phần nhỉnh hơn một EBS. Trên phương diện hỗ trợ tấn công thì Ballack cũng đóng góp nhiều vào lối chơi của đội bóng bằng khả năng phân phối bóng tốt của mình. Với chỉ số ẩn thánh truyền bóng, dù về độ ảo thì vẫn không bằng những Reuner hay Grot, nhưng nó sẽ giúp tăng tính sát thương trong những đường chọc khe xà hoặc bóng hay những tình huống JW cho các tiền đạo ở phía trên. Nhưng có một lưu ý nhỏ là tốc độ ra chân của Ballack có phần hơi chậm. Tóm lại, về khả năng truyền bóng giữa hai mùa CAP và EBS thì mình đánh giá là ngang nhau và rất khó để phân biệt giữa hai mùa. Về mặt dứt điểm thì Ballack vẫn luôn sẵn sàng sút cháy lưới đối phương mỗi khi có cơ hội. Với những cú sút xa sấm sét, chân trái có phần kém ổn định hơn một chút nhưng vẫn rất đáng sợ nếu hậu vệ đối phương để cho anh có sự thoải mái và một góc sút đủ rộng. Tổng quan thì Ballack sút tốt ở cả trong lẫn ngoài vòng cấm. Tuy vậy, nói về độ ổn định thì mùa EBS sẽ có phần ổn định hơn một chút so với mùa CAP ở khả năng dứt điểm. Về mặt tốc độ, xoay sở thì đây không phải là điểm mạnh của Ballack nhưng vẫn là ở mức chấp nhận được. Với 3 sao skill cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cầm bóng của cầu thủ người Đức, nhưng với việc anh thường được các anh em sử dụng cho vị trí CM hoặc CDM nên điều này có vẻ cũng không ảnh hưởng là mấy. Tổng kết lại thì Ballack mùa giải CAP có tốc độ cũng như khả năng xoay sở ở mức chấp nhận được, tranh chấp rất khỏe, chuyền chọc kiến tạo tốt, dứt điểm vẫn bén và khả năng hỗ trợ phòng ngự rất hay. Mặt hạn chế của Ballack mùa này là anh chỉ có 3 sao kỹ thuật cũng như tốc độ ra chân hơi chậm. Nhìn chung thì mùa CAP phần nào đó sẽ nhỉnh hơn một chút so với mùa EBS và theo mình mùa CAP sẽ thích hợp cho vị trí ở CM hoặc CDM, trong khi mùa EBS có vẻ sẽ thích hợp hơn cho vị trí ở CAM. Và đó là bài review của mình về Michael Ballack mùa giải CAP. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.